Người Bình Định có câu ca rằng: ba dòng sông chảy, bảy dãy non cao, biển đông sóng vỗ dạt dào, tháp xưa làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh. Đó là những nét phác họa về vùng đất Bình Định, nơi có phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình và một nền văn hóa phong phú độc đáo. Bình Định còn được biết đến như một vùng đất võ nổi tiếng ở nước ta. Có ý kiến cho rằng do vùng đất này được vây bọc bởi núi, sông, biển, lại nhiều thiên tai, bão lụt, nên người dân cần phải thích nghi với môi trường hiểm trở đầy bất trắc. Đó là một nhân tố cho võ nghệ phát triển. Cũng có ý kiến cho rằng người dân Bình Định giỏi buôn bán, giao thương xuôi ngược, nên cần có võ nghệ để hộ tống hàng hóa, vượt đèo, qua sông, chống mãnh thú hay trộm cướp. Không những đàn ông, mà đàn bà hay trẻ nhỏ cũng phải học võ hộ thân. Võ Bình Định kết hợp giữa văn và võ, lấy nhu thắng cương, chủ yếu là các bài quyền cước đánh bằng tay chân và đánh roi, tức là lối đánh bằng gậy hay côn. Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền. Trong dân gian vẫn còn tương truyền bài vè dài hơn 1.300 câu, nói về chàng Lía, tên thật là Võ Văn Đoan, người Bình Định, nổi tiếng về võ nghệ cao cường, chống lại cả triều đình phong kiến. Song có lẽ, đỉnh cao của võ Bình Định gắn liền với phong trào Tây Sơn. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, người huyện Tây Sơn ngày nay, phất cờ giấy binh. Sử sách ghi rằng đây là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa này đã chấm dứt thời kỳ chị Nguyễn phân tranh, chia cắt đất nước, lập ra triều đại Tây Sơn. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn cũng đã lập nên những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm thời kỳ đó. Thấy được sự lợi hại của võ Bình Định, những người lãnh đạo phong trào Tây Sơn đã đem võ thuật vào chiến thuật trong cuộc khởi nghĩa và phát huy võ học Bình Định đến mức cực thịnh. Trong binh đội Tây Sơn, mỗi người lính là một võ sĩ. Sự huấn luyện quân đội cơ bản là tập võ nghệ. Người lính phải biết sử dụng tất cả hoặc một số môn và binh khí truyền thống như quyền, cước, roi, đao, kiếm, giáo, mác, v.v. Một đặc điểm của võ Tây Sơn là mỗi thế võ đều có bài thiệu đi kèm, tức là phần lý thuyết được diễn thành thơ có vần, có điệu cho dễ đọc, dễ nhớ. Người học võ phải thuộc lòng bài thiệu, đọc đến đâu, múa đến đó, lý thuyết ăn khớp với thực hành. Lối học võ này rất tiện cho việc luyện tập nhiều người cùng một lúc, được áp dụng trong trường huấn luyện quân đội của Tây Sơn. Tương truyền, các tướng lĩnh Tây Sơn đều là những tay võ xuất chúng, như Nguyễn Huệ sở trường về roi, Nguyễn Lữ xuất sắc về côn quyền, Võ Văn Dũng giỏi về đao, Bùi Thị Xuân tài năng về kiếm. Có ý kiến cho rằng thời ấy còn sáng chế giai điệu chống trận, hay còn gọi là nhạc võ Tây Sơn. Không còn tài liệu nào ghi chép có bao nhiêu võ nhân chơi võ nhạc, người phát minh ra là ai. Chỉ biết người đánh cùng một lúc sử dụng dàn trống hàng chục chiếc và phải dùng thế võ côn quyền mới đánh được, làm cho trống phát ra những âm thanh khác nhau, nghe rất hùng tráng, khích lệ binh lính tiến lên. Du khách đến bảo tàng Quang Trung hôm nay có thể thưởng thức màn chống trận này do bà Nguyễn Thị Thuận biểu diễn. Dàn trống hiện nay gồm 12 trống, tượng trưng cho 12 con giáp trong năm. Ngoài ra còn có thêm kèn, thanh la, chiêng và trống lớn. Bài trống gồm 4 phần. Phần 1 là họp quân, tiếng trống đổ rõng rạc 3 hồi, nghe thật oai hùng như để biểu dương lực lượng. Phần 2 là tiến quân, trong đó có hành quân chậm và hành quân nhanh. Tiếng trống lúc khoan thai, lúc
khúc dồn dập. Người biểu diễn lang roi đánh trống cả phần gốc và phần ngọn để thể hiện tinh thần thượng võ. Phần 3 là hãm thành tiêu diệt kẻ thù. Đây là phần nghệ thuật nhất của biểu diễn 12 trống. Roi trống thể hiện khí thế chiến đấu dồn dập, hùng dũng và ác liệt. Người xem tưởng như có súng nổ, gươm khua, ngựa hí, binh khí chạm vào nhau. Và phần kết là phần ca khúc khải hoàn, được thể hiện vui tươi sôi nổi. Cho đến nay, nhạc võ Tây Sơn chủ yếu được lưu truyền bằng phương pháp truyền miệng và qua thực tế luyện tập. Người chơi phải am hiểu võ nghệ, có năng khiếu âm nhạc tốt và phải vô cùng kiên trì mới có thể theo đuổi đến cùng. Có lẽ vì thế mà hiện nay không có nhiều người ở Bình Định có thể biểu diễn được môn nghệ thuật này. Với mong muốn giữ được môn võ gia truyền, bà Thuận luôn nỗ lực truyền dạy lại những ngón nghề của mình cho người con gái. Mạch võ Bình Định như một dòng sông, lúc uốn khúc, lúc phẳng lặng, khi vơi khi đầy. Nhưng với khí thế của đất trời, có ba dòng sông chảy, có bảy dãy non cao, lại có biển đông sóng vỗ dạt dào. Có thể tin rằng dòng chảy ấy không bao giờ ngừng lại.